Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì họp báo 9 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để thông tin tình hình kinh tế xã hội cũng như trao đổi các vấn đề báo chí quan tâm. Tại buổi họp báo, qua thông tin tình hình kinh tế xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2020, các cơ quan báo chí đã nêu ra một số vấn đề trên các lĩnh vực được dư luận quan tâm. Các câu hỏi của các cơ quan báo chí đã được lãnh đạo thành phố và các sở ngành địa phương trả lời cụ thể. Trong đó, liên quan đến việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về bán đảo Sơn Trà, cũng như dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước được nhiều cơ quan báo chí nêu câu hỏi. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, thành phố đang triển khai thực hiện theo quy định. Trao đổi với các cơ quan báo chí, các sở ngành cũng đã thông tin cụ thể các vấn đề về việc triển khai các dự án trọng điểm, động lực hiện nay của thành phố, nhất là dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò dự kiến khởi công vào tháng 12 tới, về khởi động dự án làng Đại học Đà Nẵng, cùng với đó là các nội dung khác về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, về xử lý xây dựng trái phép, về chính sách xã hội xây dựng bãi đỗ xe, lắp đặt camera giám sát an ninh và về vụ án sổ đỏ tại quận Sơn Trà vừa qua. Đặc biệt, việc hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng đã được thông tin cụ thể. Vì giai đoạn 1 thì từ tháng 4 đến 2 tháng 6 năm 2020 thì đã hỗ trợ cho 130.448 người. Trong đó đã hỗ trợ cho 35.059 người lao động với tổng kinh phí là hơn 138 tỷ. Về đối tượng người có công với cách mạng, về đối tượng bảo trợ xã hội cũng như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì Đà Nẵng đã chi trả đến nay giai đoạn 1 là đã 100% hoàn thành. Hỗ trợ trong giai đoạn 2 từ tháng 8 đến ngày 2 tháng 10 năm 2020 chi trả 87.984 người với tổng số tiền là hơn 63 tỷ đồng. Số còn lại hiện nay quận huyện đang phối hợp với bưu điện đang tiến hành chi trả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn những trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm tại buổi họp báo, cũng như sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, ngay sau khi kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hiện nay Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, khôi phục phát triển kinh tế. Như vậy, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, v.v. đã trở lại cái trạng thái bình thường. Thứ hai là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình phối hợp với các doanh nghiệp để mà xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hơn nữa cái công tác du lịch. Hy vọng là trong thời gian đến thì nó cũng cải thiện hơn. Đẩy nhanh cái hoạt động giải ngân, vì cái giải ngân này nó thì sẽ có góp phần vào cái tổng sản phẩm của xã hội. Và nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp v.v. hay là hỗ trợ những người dân vượt qua những khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục có các giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố theo 5 lĩnh vực mũi nhọn. Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố Đà Nẵng rất là quan tâm đến cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, thường xuyên có đối thoại để tháo gỡ những khó khăn. Doanh nghiệp và phát triển làm ăn tốt thì thành phố cũng sẽ phát triển. Thứ hai là giải quyết rất nhiều công ăn, giải quyết việc làm. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, trao đổi, chia sẻ và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.